Với các bạn mới nuôi cá thì thường nhận thông tin một cách sai lệch hoặc là thiếu hụt. Có rất là nhiều bạn nhờ admin tư vấn nhưng mà do các bạn xem các thông tin và video ở trên YouTube không có đầy đủ, không có đúng nên là các bạn thấy làm thiếu hoặc là nhầm thông tin và các bạn điều trị cá cho mình như vậy là không đúng. Nên nếu mà bạn xem cái việc chơi cá là một thú vui và bạn muốn duy trì nó một cách nghiêm túc và lâu dài thì bắt buộc bạn phải đầu tư, phải dành thời gian để mà cập nhật các kiến thức, các thông tin mà những người khác chia sẻ và từ đó thì bạn phải sàng lọc và quan sát để mà chọn ra được một cái cách điều trị, một cách nuôi thích hợp nhất, phù hợp nhất với loại cá của mình. Và ngay cả đối với những người bán ở cửa hàng á thì họ cũng có thể đưa ra những cái thông tin không đúng. Hiện nay việc nuôi cá cảnh chỉ thực sự nghiêm túc với những ai mà theo đuổi nó lâu dài, không những vì kinh tế mà còn vì sự đam mê và cảm giác họ chăm sóc được, họ chữa trị thành công một chú cá lớn thì rất là quan trọng. Nhưng mà không phải ai cũng như vậy, nhất là đối với những cửa hàng bán cá cảnh thì việc kinh tế phải đặt lên hàng đầu, nên bạn phải lựa chọn thông tin thật kỹ khi mà nghe những cái lời khuyên từ những người bán ở cửa hàng. Nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ nhiều lắm rồi thì đến lúc mà phải kết thúc. Mình tóm lại vài ý cuối cho các bạn nha. Đầu tiên là trị bệnh cho cá vàng nói riêng và cá nói chung thì dù là bệnh gì đi nữa bạn cần phải giữ kiên nhẫn. Thứ hai là bạn không được kết hợp các cách điều trị lại với nhau. Nếu mà bạn kê toa tổng hợp các phương pháp lại để mà điều trị cho cá thì chắc chắn cái xác suất mà để mà cá chết nó sẽ lên đến 80%. Và khi mà bạn đã chọn một cách điều trị rồi á, bạn phải tin vào cái phương pháp điều trị đó và thực hiện điều trị thật cẩn thận. Không biết rằng bạn có tin không, nhưng nếu mà bạn thật sự toàn tâm toàn ý, dùng hết tình cảm, hết sức của mình để mà điều trị á, thì khả năng phục hồi của cá là có và rất là cao. Nhưng mà nếu mà không có điều trị được á, thì bạn cũng đừng có stress quá, đừng có buồn quá và hãy xem đó là một cái trải nghiệm trong cái việc nuôi cá để bạn đúc kết thêm kinh nghiệm. Và cá vàng nó cũng có nhận thức được cái chủ nhân của nó là ai, và cá vàng cũng có trí thông minh và cảm xúc từ kinh nghiệm của mình, nó cũng giống như là chó mèo vậy. Nên là cái việc mà bạn tạo ra một chú cá, bạn nuôi ra một chú cá thì cũng là bản bản thân bạn nắm được sinh mệnh của nó, nên nên cái việc điều trị cũng vậy bạn.